Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh xếp hàng 16 tiếng chờ mua hồ sơ lớp 1. Năm nay, trường tiểu học thực hành Sài Gòn ở quận 3 phát hồ sơ đăng ký vào lớp 1 từ 14 giờ ngày 17 tháng 6, lệ phí là 50.000 đồng. Nhưng từ tối ngày 16 tháng 6, nhiều phụ huynh đã đến trường xếp hàng, chờ lấy số thứ tự. Tôi cứ nghĩ mình tới sớm nhưng đến nơi đã có khoảng 30 người, sau đó các phụ huynh khác kéo đến liên tục nhưng tôi tạm yên tâm vì nằm trong nhóm an toàn, một phụ huynh cho biết. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay nhiều người chấp nhận xin nghỉ một ngày để xếp hàng chờ mua hồ sơ cho con. Nhiều người ngỡ tưởng mình đến sớm, nhưng khi tới nơi cũng bàng hoàng vì hàng dài người đã trực chờ sẵn. Khi lượng người chờ đã vượt chỉ tiêu tiếp nhận, trường đóng cổng khiến nhiều phụ huynh đến sau thất vọng ra về. Theo ghi nhận của phóng viên, những người đã xếp hàng không dám ra ngoài ăn trưa, chỉ đặt đồ ăn hoặc nhờ gia đình tiếp tế qua cổng. Thậm chí có người mang cơm đến trường, phải nhờ người ngồi gần đó trông coi đồ đạc rồi ra ghế đá ăn vội. Trường tiểu học thực hành năm nay tuyển 150 học sinh lớp 1, giảm 25 so với năm ngoái. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên, lần lượt là con của viên chức người lao động tại Đại học Sài Gòn, con của cá nhân, đơn vị có hợp tác đóng góp cho trường, trẻ có cha hoặc mẹ là cán bộ công chức viên chức nhà nước, rồi đến nhóm trẻ mầm non còn lại. Trả lời VN Express sáng ngày 17 tháng 6, đại diện trường cho hay do điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên nên những năm qua, trường chưa thể tăng quy mô tuyển sinh trong khi nhu cầu của phụ huynh cao. Còn về phía phụ huynh, khi nói về lý do nhất quyết chịu khổ xếp hàng để con được học tại đây, họ cho hay, tiểu học thực hành Sài Gòn có không gian rộng rãi, thầy cô nổi tiếng có chuyên môn tốt nên rất muốn con được theo học.